Vâng, xin kính chào các quý vị. Tôi đang đứng sau hậu trường của một bộ pre-bao của hãng Nagra đến từ Thụy Sĩ. Vâng, đất nước Thụy Sĩ là đất nước luôn sản sinh ra những điều rất đặc biệt. Đầu tiên với thời gian thì phải là những đồng hồ của Thụy Sĩ. Với sự ngọt ngào thì có những thanh sô-cô-la. Còn với âm nhạc thì Thụy Sĩ có những cái hãng rất nổi đình nổi đám trên toàn thế giới như hãng CH, hãng Gold Moon, hãng FM. Và hôm nay tại Thiên Hà đang giới thiệu hệ thống Nagra đến từ Thụy Sĩ. Hãng Nagra này thì có một bề dày lịch sử rất lâu đời và một hãng chuyên phục vụ sản xuất cho các phòng thu studio cũng như là các đài phát thanh. Nên với một sự âm thanh chính xác, trung thực, tự nhiên, sang trọng thì hội tụ đầy đủ trong hãng Nagra này. Và với những kỹ sư cũng như là những nhân viên làm hãng Nagra này thì luôn lấy những nhiệm vụ hàng đầu handmade để tạo ra dấu ấn cho sản phẩm. Đó là một điều rất tuyệt vời với các nghệ nhân của hãng Nagra. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc Preamply Nagra Classic. Vâng, lấy cảm hứng từ dòng Pre Nagra ra thì dòng Nagra Classic này đã ra đời. Với những người chơi âm thanh thì một sự hiện diện của một màu đèn đã là một điều quá tuyệt vời, vì đó là cho một chất âm rất là ấm áp, dày dặn và có nhiều sự nhạc tính. Với tổng thể một chiếc pre đèn này thì các bạn nhìn sao? Đối với tôi thì tôi cứ thích ngắm và xem và cũng không dám động tay vào nhiều, vì nghĩ đây là những cái kiệt tác của hãng Nagra đây. Với các bạn nhìn thấy cái sự nhôm khối cắt CNC, sau đó là điểm xuyến với những các ốc để làm cái tấm pre đèn ở trên, rất là nhỏ nhắn, đẹp, sang trọng. Còn về phần mặt đằng trước thì các bạn cảm nhận thế nào? Vâng, hãng Nagra đã đưa chúng ta hết từ những cái sự chuẩn chỉnh của trong âm nhạc đến cái style của vỏ máy. Với hệ thống nhôm phay xước đã được anode hóa. Và mặt đằng trước này thì đưa vào cho các bạn một nút chỉnh never output của hệ thống đèn này. Khi mình có thể chơi nhạc thì chiếc đèn này nó sẽ vẩy. Và bên này thì là có một hệ thống để làm giảm tối ánh sáng khi mình không muốn dùng vào buổi tối. Còn bên này thì một hệ thống đèn LED thì sẽ để cho sự hiện diện của khi mình chỉnh các đầu suộc vào qua hệ thống của chỉnh suộc là controller. Còn đây là bảng điều khiển volume tính theo độ decibel. Thì các bạn nhìn xem, nó có 12 nấc để giảm theo decibel, và đây thì là nó sẽ là có một cái để cho mình có gọi là bù thêm decibel. Còn bên này thì là chính là cổng để cho mình chọn đường RCA và đường ba lăng, và nó sẽ có là một đường ba lăng và bốn cổng RCA để cho mình có sự lựa chọn. Nhưng một điều tuyệt vời hơn đó chính là hãng Nagra cung cấp cho các bạn thêm cả một đường headphone để các bạn có thể nghe nhạc đêm mà vẫn không bị ảnh hưởng tới khác. Còn phần bên này, đây chính là phần chỉnh công tắc tắt mở và nút chỉnh remote mút để đóng khi mình không sử dụng. Và khi volume lên đến đây thì là mình mở chơi nhạc bình thường, tức là sau đó là mình sẽ chuyển sang bên này để mình dùng volume. Đó là sự hiện diện của Pre Nagra. Và một điều chân quý nữa là hãng Nagra này đã cung cấp cho các bạn thêm cả một hệ thống chân đế bằng giảm chấn chân cao su này ở trong. Đó, đã cung cấp riêng cho bạn vấn đề này. Đó là phần pre khi nhận tín hiệu nguồn vào. Còn hai cục công suất thì sao? Vâng, với hai cục Nagra PMA với công suất 200W cho một kênh và đánh ở dạng class AB, nhưng với các tụ nguồn trở và những điều kiện tốt nhất thì hãng Nagra đã đưa hết vào trong sản phẩm này. Và với cảm hứng từ hai hình khối tháp trụ thì các bạn cảm nhận thế nào về một bộ đôi phối ghép giữa pre và bao công suất thật hoàn hảo? Với cái cánh tản nhiệt trông thế này thì các bạn suy nghĩ sao? Vâng, với tôi thì tôi thấy đánh giá rất là thích, là vì nó có một cái dấu ấn riêng của mỗi một dòng sản phẩm. Nhưng riêng dòng Nagra này thì luôn làm cho người khác có một sự cuốn hút rất đặc biệt. Với những âm ly khối thì khối cao, dài, hoặc nếu không thì là các hình tháp rất là trông dị và hay, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái sự trang nhã khi kết hợp cùng với các đồ của trong một cái phòng nghe nhạc. Nói đến tinh hoa của đất nước Thụy Sĩ
thì đó chính là các màu sắc âm thanh trung thực hay tự nhiên, băng thông thì rộng, giải thần rồi tuyến tính âm thanh thì đến độ hoàn hảo. Nhưng để phối ghép với nó thì chúng tôi sẽ kết hợp một đôi loa của hãng Confidency 30 đến từ quốc gia Đan Mạch. Đây là cũng một đất nước ở cạnh đất nước Thụy Sĩ. Với Confidency 30 này thì cách đây đã 2 năm rồi. Thì đây là một hiện tượng bùng nổ của trong giới chơi audio. Khi lúc đó hãng Din giới thiệu cho các bạn một dòng loa mới từ hãng Din Audio. Với sự hiện diện của dòng Confidency 30 này thì các bạn nhìn thấy đầu tiên thì với một cái chiều cao tương đối là lý tưởng để xếp vào các căn phòng ở diện tích từ 60m đổ lại. Nhìn trông rất là vừa mắt và nhỏ gọn. Và phần thứ hai là về phần màu sắc của cái màu sơn nhưng mà đã được phủ bóng lên để tăng cái độ sang trọng và bảo vệ cho cái lớp gỗ quý của cặp loa này, thì các bạn sẽ nhìn thấy thấy là cái độ sâu của các cái lớp vân gỗ này. Và chỉ có những hãng dám đầu tư sâu về high end và ultra high end thì người ta mới đầu tư về những cái lớp vân gỗ này. Và đó là một sự phá cách, tức là người ta đã hoàn toàn làm đẹp lên rất là nhiều khi kết hợp với những đồ style mới bây giờ. Nhưng khi nói đến Confidency thì đây là nó là một sự kết tinh của các kỹ sư của Đan Mạch khi đưa toàn bộ loa vào hệ thống tấm balen đằng trước này và sau đó là dùng ở công nghệ DDC để áp dụng cho cặp loa này để giảm sóng đứng triệt tiêu toàn bộ. Và với sự thân thiện của môi trường thì Confidency này rất dễ để cho chúng ta phối ghép, chúng ta chỉ cần có một diện tích đủ rộng để cho cặp loa này có thể tỏa sáng. Vì tại sao? Vì với cặp loa này đó đã được các kỹ sư hoàn toàn thiết kế của tại nhà máy khi đưa vào ứng dụng cũng như là các sản phẩm của đã được qua sự nghiên cứu. Thì với một chép đôm lụa Esotoba này thì các bạn nhìn thấy đây có sự hoàn hảo. Vì đây là được dùng trong những củ nam châm tốt hàng đầu thế giới. Cộng thêm một cái loa chung 13/5. Nhưng mà lại với giảm phụt nhún dân ca su thì đã đưa cái tiếng âm trung này mở rộng hơn. Còn thế mạnh của dòng loa Đan Mạch đến từ quốc gia này thì đó chính là giải trung trầm và giải trầm. Thì đó một điều từ xưa đến nay thì trong giới chơi audio người ta vẫn thường nói là khỏi nghĩ bàn. Vì giải trầm của dòng này xuống rất êm và sâu. Và với dòng Confidency này thì các bạn thấy cái sự thuôn của cặp loa này cũng như hình dáng khi được đứng trên một bộ chân gang đế đúc rất là chắc chắn, và nó có cho mình hai điều kiện để mình có thể dùng được. Một là chân bẹt nhựa cao su, mình có thể để trên sàn nỉ hoặc sàn gỗ. Mà hai là chúng ta có thể dùng bằng chân côn. Đó là một cái sự lựa chọn. Và hoàn toàn lỗ thoát hơi để tăng độ nhạy của loa thì được hoàn toàn giấu kín. Và với cặp loa này thì độ đánh, tiêu chí đánh thì nó cũng không phải là quá khó. Nhưng màu sắc âm thanh nó là phần quyết định để đưa cặp loa này thăng hoa hay không. Thì chúng ta cùng quay lại với sự kết cấu của bộ dàn này. Đó là những tiêu chí tôi muốn giới thiệu với các bạn với một sản phẩm Preden đến từ Thụy Sĩ, hai cục PAL cùng hãng và Confidency. Còn bây giờ mời các bạn cùng có một buổi thưởng lãm ngay dòng nhạc ngày này, vì đây là một trong một chương trình rất đặc biệt khi chúng tôi giới thiệu các dòng sản phẩm đến từ Nagara. Xin mời các bạn. Mà chỉ yêu thương qua rồi, than mà chỉ có ngăn được sâu xa, tiếc mà chỉ những phút bên người, thương mà chỉ nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây người nên cơn đau, nghe mưa mà cũng
trôi qua cầu đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê, thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nếu đường cũ sang đầy mưa khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ, ta giờ đây như rừng thu nắng liệm với chiếc lá vàng cuối. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new scene, fever started long ago. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yea, I burn. I care. When you put your arms around me, I get... Vâng, các bạn vừa test thử những đoạn nhạc vừa rồi với những ai yêu màu sắc âm thanh đẹp, hình thức hay và sự tuyệt vời của dòng sản phẩm đến từ Thụy Sĩ, thì đây là trong những sự cấu hình lựa chọn hoàn hảo. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, để có những buổi nghe trực tiếp tại shop hoặc có thể thưởng lãm qua kênh YouTube của Thiên Hà. Xin hẹn các bạn vào YouTube sau.